xe này ở trên Sài Gòn đúng không? Công ty này trên Sài Gòn đúng không? Đồng Nai. Hả? Đồng Nai. À quên. À, công ty đóng thủng Đồng Nai còn trụ sở ở Sài Gòn. Sài Gòn đúng không? Hôm bữa xuống đây làm chiếc rồi đúng không? Dạ. Vậy nó dán lại cho tôi. Em kiểm đi, em kiểm. Ủa sao không em dán thì ba dán sao anh lại kiểm hả? Kiểm xem em nạp vô tổng chưa? Nạp rồi anh. Kêu chủ xe ra đây. Xe em hả? Ừ. Xe em giờ em đại diện cho công ty đi mà. Có giấy ủy quyền không? Có, trong đây này đầy đủ. Lấy đây coi coi. Anh chưa coi hồ sơ mà anh lúc nào cũng vậy. Tại tôi không thấy nên tôi mới hỏi. Chứ đâu? Sao anh kiểm xe rồi mà. Đây nè, anh có chịu coi hồ sơ không? Y như lần trước em cũng là nhân viên người công ty đại diện đi làm, sao anh quằn em từ bữa hổm rồi. Tôi quằn cái gì? Tôi hỏi chị có giấy ủy quyền không? Mà sao anh không coi hồ sơ của em? Hồ sơ em đã nộp cho tổng rồi thì mà. Có thì chị đưa cho tôi từ tôi coi thôi chứ bắt gì. Tự nhiên mà anh thấy hồ sơ của em trên Sài Gòn xuống là anh không muốn làm là sao? Sao muốn làm? Tôi kêu chị cài số khung số máy dán vô đúng không? Là chị cầm hồ sơ rồi tôi hỏi chị rồi chị nói vậy gì vậy? Sao anh hỏi em hồ sơ bữa hổm đi xuống một xe Sài Gòn là sao? Cái xe này là sao? Rồi anh tại sao hồ sơ em anh không coi? Chị mới dán số khung số máy vô tôi đưa cho chị. Hồi nãy anh ở coi đâu anh nói có người là, coi. Anh nói là nhờ anh dán vô thì anh đưa em dán thôi. Ủa, em thấy dán? Cái thái độ của anh là thái độ tôi sao? Anh thấy là anh phân biệt đối xử. Những cái xe sao? Những cái xe của hãng dưới đây thì anh làm trước, còn có em anh bỏ qua. Ủa, tôi cũng phải xét cho chị chứ đâu phải không xét đâu mà chị nói vậy. Nhưng mà lúc nãy anh cũng bỏ hồ sơ của em cuối cùng hết á. Để tụi em còn làm xe. Anh đừng có thái độ đối với em nha, em là công nhân bình thường nha. Tôi thái độ cái gì? Xin lỗi anh á. Anh liệu quá chứ nếu mà em xuống một lần nữa mà còn cái tư cách đó là không được đâu á. Tư cách làm sao? Chị nói tôi tư cách sao? Anh thấy hồ sơ Sài Gòn cái anh không muốn làm. Sao không làm? Này, hồ sơ xe nãy đâu? Này chị có hồ sơ xe nãy. Em không cần biết nhưng mà lúc nào hồ sơ Sài Gòn xuống là anh cũng để vậy hết trơn. Lần trước đã vậy rồi em đã nín rồi. Anh biết bao nhiêu người. Chứ bây giờ chị muốn làm sao? Em cũng muốn sao hết á. Không muốn sao thì chị em đến muốn cái thái tôi... độ của anh tiếp dân cho nó đàng hoàng không được. Không bây giờ tôi làm gì mà không tiếp dân? Nãy giờ tôi có kiếm cho xe không? Hay là tôi đứng tôi chơi? Em thấy cái thái độ của anh vậy là không được. Nãy giờ tôi có làm không hay tôi đứng tôi chơi? Không phải là em nói đứng chơi nhưng mà anh thấy cái hồ sơ của em trên Sài Gòn xuống là anh không muốn làm. Em cho anh biết là em đã ghi âm lại rồi đó. Chị muốn ghi gì chị ghi nha, tôi thách chị luôn á. Em làm đúng luật thì thôi chứ. Chứ tôi làm sai cái gì? Nãy giờ tôi có đứng tôi chơi không? Thôi anh làm đi. Nói vậy đó cho anh biết. Đó là lần trước rồi, bao nhiêu người đọc hồ sơ cái xe cũ á thì mình cà tới cà lui. Cà không được, còn xe người ta cà rồi anh không chịu làm. Tôi đã làm hồ sơ ở đây cả chục năm rồi chứ đâu phải mới bước xuống đây đâu mà cứ thái độ như vậy. Bây giờ chị có ý kiến gì vô chuyện xíu á nha. Thôi giờ tôi không có ý kiến nữa, anh cứ kiểm xe cho tôi và không kiểm á thì tôi lên chặn cái khiếu nại tôi xíu. Kiểm cho chị á thì tôi bước với chị đó tôi. Được rồi. Đang kiểm mà chị tới chị la ào ào là sao? Ào ào là sao? Anh nhìn cái hồ sơ của thành phố là anh dục qua một bên. Thôi được rồi anh làm đi. Tôi có thấy là phụ nữ mà ăn hiếp.
làm bao nhiêu năm đây với anh Trường, với chị My, với lại anh Nhân, anh Trung rồi, có cái gì đâu. Người ta rất là vui vẻ, niềm nở, chứ không phải như anh thấy Sài Gòn xuống anh liền qua một bên. Liền cái gì thôi mà liền qua sao xe chạy xét được. Chị nói cho nó hợp lý nha. Thì anh hiếp hoài. Bây giờ tôi tới kiểm tra xe chị này, giờ chị nói tôi điểm cái gì? Dạ anh cứ kiểm đi. Hả? Dạ, bây giờ là em không có muốn nói nữa. Chị muốn nghe em gì chị lấy điện thoại là chị ghi em luôn đi. Nhưng mà tại sao anh hỏi Sài Gòn chứ không Sài Gòn để làm cái gì? Ủa tôi hỏi chị ở Sài Gòn xuống đúng không? Thì tôi hỏi vậy, không phải thì thôi. Còn lần trước á là sao? Anh nói là rồi kêu khách á, thôi trả xe lại đi, tại sao xe bắn mắc hơn mấy chục triệu? Tại vì cái đó là chị hỏi khách đúng không? Có không khách ở đó. Khách. Không có hỏi khách. Có khách ở đó luôn đúng không? Nhưng mà anh hỏi khách, anh nói chú mua bao nhiêu thì chú nói bao nhiêu thì chú nói. Thì tôi nhìn hồ sơ tôi thấy mắt rồi tôi nói. Thấy là chị thấy vậy thôi chứ tôi nói chị với khách chứ tôi không nói với chị. Nhưng mà chị đó không phải là trách nhiệm của anh. Dạ. Không. Bây giờ tôi không có giấy ủy quyền nhưng mà tôi là đại diện công ty, khách cho tôi đi theo để quản lý cái xe này nè. Tôi nói chuyện với khách chứ không phải nói chuyện với chị. Nhưng mà tại sao anh là người tôi là người tới kiểm tra và người đó là chủ xe. Nhưng mà tại sao anh lại kêu khách là trả xe? Tôi không làm việc với lại chị. Tại vì chị không có giấy giới thiệu. Nhưng mà tại sao anh tôi kêu khách trả xe? Trách nhiệm của anh là anh kêu khách trả xe lại công ty hả? Người ta bán là chuyện của người ta. Tôi không có kêu khách trả xe lại công ty mà tôi nói là khách tự đi đăng ký. Chứ không phải là tôi kêu khách trả xe. Tại vì khách mua chứ tôi đâu có mua đâu. Vậy sao anh kêu khách là? Tôi kêu khách là tới đăng ký, chủ xe tới đăng ký. Thì chủ xe đàng hoàng. Nha, chủ xe tới đăng ký còn chị không có giấy giới thiệu, không có giấy ủy quyền. Chị không có làm được. Tôi không? Tôi không làm được thì rõ ràng là có khách ở đó. Nhưng mà cái câu của anh á, thì tức một cái là anh nói tại sao bán trên là tới 40 triệu, chú đem trả xe đi về đây á, người ta bán còn rẻ hơn. Tôi không có nói kiểu đó nha. Thôi bây giờ tôi nói thiệt là không có lôi chối. Chị có gì chị kêu chủ xe lên đây nha. Nha mà ông chú ổng còn nói trời sao con không nói trước chú. Có gì chị cứ kêu chủ xe lên đây. Cái đó là đã nhịn rồi đó. Chứ tôi làm gì mà chị nhịn. Tôi làm khó gì mà chị nhịn. Bây giờ anh nói là cái xe này phải giữ lại. Giữ lại bữa đó sao chị làm được? Hả? Nhưng mà anh nói như vậy là không được. Hả? Giữ lại anh là làm sao như vậy là khách người ta hoang mang. Tôi có kiểm tra xe không? Tôi có kiểm tra xe cho chị không? Kiểm thì có kiểm đó. À, nhưng mà có chị... cái anh làm khách hoang mang. Hoang mang sao? Có làm cho chị ngay lúc đó không? Để cuối cùng trong khi người ta nộp sau mà ta làm trước hết. Tôi tưởng là tôi góp cả buổi chiều luôn rồi. Cái người bấm số là người khác nha. Dạ. Thôi em kiểm xe đi, giờ không nói với anh nữa. Đây, tôi, chị. Còn chị muốn làm với chị My, anh Trường thì đó chị cứ làm dạ. Bây giờ hồ sơ nộp vô đúng giờ đúng giấc thì anh trách nhiệm của anh cứ kiểm đi, anh được ý kiến nữa. Ủa nãy giờ chị ý kiến không? Chưa ý kiến. Chị ý kiến tôi thôi, mới giải thích rồi. Được rồi, không cần giải thích nữa, anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Anh giải thích một hồi là anh sai. Sao anh sai? Chị có trách nhiệm thì ý kiến thì không phải giải thích cho chị hiểu. Đúng không? Nhưng mà người dân không có người dân nào á mà ý kiến sai nó tôi không giải thích cho chị rồi. Chị kêu tôi là quen liêu hay là chị kêu nọ. Đúng không? Thôi anh kiểm đi. Chị nói là coi chừng chị là sao? Bây giờ anh cứ kiểm đi. Bây giờ không nói nữa. Mà coi chừng chị nói cái câu đó tôi nghe hết. Bây giờ không có nói nữa. Ủa chị muốn nói gì chị nói à. Chị nói xong rồi thôi à. Chị nói cho sướng miệng chị rồi thôi à. Bây giờ nó từ đây trở về sau. Nếu xe của em xuống anh đừng bao giờ anh hỏi. Anh cứ thấy đồ hồ sơ đủ là anh làm. Con không đủ thì không làm. Làm chứ tôi anh không đừng bao giờ anh hỏi là xe này từ đâu xuống mà chị... Công ty nào bán. Cái đó không phải trách nhiệm của anh. Trách nhiệm của anh là cứ đủ hồ sơ là làm thôi. Xe tới đây là tôi phải trách nhiệm. Tôi là người ra kiểm xe mà sao tôi không biết. Bây giờ kiểm xe thì anh kiểm đúng số khung số máy hồ sơ đúng. Xuất hóa đơn đúng thôi. Tôi phải coi tôi hỏi chứ tự nhiên bây giờ tôi muốn coi tôi nhưng hỏi. Mà anh hỏi tự nhiên anh hỏi hồ sơ Sài Gòn không Sài Gòn là sao? Anh thấy Sài Gòn xuống là anh không có ưa, anh không muốn làm đúng không? Mà tôi có làm cho chị không? Có làm nhưng mà lúc nào hồ sơ cũng để đi sao người ta hết trơn á.
chị tới sao, chị phải làm sao chứ, chị làm sao chị đòi trước không ạ? Cái hồ sơ này em nộp vô đầu tiên nha anh, đầu tiên buổi chiều nha anh. Chị nộp cho ai? Em nộp cho anh nhận hồ sơ ở đổng. À, còn tôi là người đang kiểm tra xe. Kiểm tra xe phải sắp theo thứ tự chứ, từ trên tới dưới chứ. Cái mẫu nào kiểm gọi bảo quan bên. Ồ, lỡ ở đó hồ sơ có phải đưa lên tôi xuống cho coi đằng sau rồi tôi ra tôi thấy sao tôi kiểm vậy? Đó là chuyện của tôi. Rồi anh kiểm đi, anh không nói nữa, không có ý kiến nữa. Là tôi coi chừng chị làm sao? Không có nói coi chừng gì hết trơn á. Hả? Lúc nãy chị mới nói chị làm rằng đây mà. Cái hồ sơ xuống, cái hỏi hồ sơ Sài Gòn cái liệu một cái mạch đó, cái thái độ là sao? Tôi liệu ai cho anh? Hả? Chị coi cái hồ sơ chị có vô mà kêu tôi liệu. Chị coi đấy, để chị nói đi cho sướng miệng chị. Thôi anh kiểm cho em đi, giờ em không có ý kiến nữa. Thì lần sau coi cái thái độ anh là biết liền hả? Không có lần sau là gì hết. Bây giờ chị muốn nói gì chị nói luôn đi. Em xong rồi, em nói hết nhiệm vụ của em rồi, em có nhiêu đó, em có bất bình là em nói hết rồi. Dạ em không nói nữa. Miệng rồi thôi à. Không phải xuống miệng nhưng mà mình thấy cái gì mà chứ chị nói cái mắt coi chị là sao? Hả? Coi chừng á là lần sau nếu như mà anh còn cái thái độ mà phân biệt hồ sơ Sài Gòn, hồ sơ ở dưới đây Vũng Tàu á. Phân biệt là phân biệt cái gì? Chị nói tôi phân biệt rồi, phân biệt. Phân biệt là hồ sơ Sài Gòn anh bỏ đó, anh làm sao? Bỏ, tôi có kiểm tra cho chị không? Nếu như bỏ là tôi đã đi vào rồi. Bao nhiêu hồ sơ rồi? Bây giờ tôi anh bao nhiêu hồ sơ rồi? Bao anh kiểm tất cả sao? Hồ sơ là anh coi những cái hồ sơ nó dưới anh lật lên anh kiểm trước. Bây giờ tôi nói chị nha, ở đây là nắng nha, những cái hồ sơ nào gần tôi có quyền tôi kiểm tra trước. Bản thân tôi nếu như là tôi đi vòng rồi tôi bệnh rồi sao hả? Chị có cho tôi viên thuốc nào để tôi uống không? Hồi nãy giờ thấy là anh đứng ở đây anh hả? Cãi anh cãi cái tôi không phải cãi là đã đủ bệnh rồi đó. Tôi giải thích cho chị đừng có nói mà xuống miệng rồi. Bây giờ em nói á là em đã hiểu rồi, anh đừng giải thích nữa. Chị muốn nói muốn xuống miệng cho chị à? Không phải xuống. Muốn nói gì nói à? Không phải muốn nói gì nói. Nhưng nói chị là có chưa cứ. Tôi coi chừng chị là sao? Anh bỏ câu đó đi, anh đừng hả? Nói nữa. Bây giờ nhiệm vụ của anh kiểm xe cho em đi, hồ sơ em đầy đủ nè. Chị muốn nói gì chị nói à? Không người không à? Có cầm con cái này nữa không? Trong người ta kêu cà số không số mấy ra dán lại số không rõ ra đây thì tôi coi xong rồi tôi đưa hồ sơ cho dán lại kêu chụp hồ sơ. Có 5 triệu đó à, số máy với đây em nói cho sướng miệng cái chui với mới thấy được. Chứ em mà không biết điều chứ anh. Cái số máy nằm bên đây nè anh ơi. Em nói thiệt em đi là em không bao giờ em nghe lộn với người ta. Em rất đàng hoàng. Em thử tin xuống cái này. Rất đàng hoàng mà chị nói với tôi. Không lẽ giờ tôi thấy chị phụ nữ mà tôi lại. Trong đây. Tí nữa giờ tôi vô tôi hỏi trong đây trước giờ chị làm sao? Làm thì đúng quy định thôi chứ làm sao? Chị nói. Chứ mà mấy ảnh không bao giờ mà hỏi hồ sơ Sài Gòn hay hồ sơ tỉnh nào hết á. Có làm mà nói hồ sơ tỉnh nào hết á. Tôi hỏi cho mấy ông này tôi có hỏi không? Tôi chỉ muốn làm đúng quy định, tôi sẽ làm đúng như quy định. Nói thiệt với chị nha, này cái hồ sơ này đúng quy định là cái này không phải là. Cái này là cái giấy giới thiệu thôi. Thì đúng rồi. Nha. Nếu như đúng quy định là chủ xe sẽ ủy quyền lại cho cái công ty, rồi công ty mới giới thiệu chị xuống đây làm. Bây giờ làm cái hợp đồng ủy quyền nếu như đúng quy định. Bây giờ á lục lại tất cả hồ sơ cũ có ai mà làm cái hợp đồng ủy quyền không? Nếu như đúng quy định không? Tôi nói chị, nếu chị nói là làm đúng quy định, nếu như làm đúng quy định là phải như vậy á. Thì em biết rồi, nếu như mà trong cái hồ này sơ là của ở anh đây anh... là người ta tạo điều kiện cho chị ở xa xuống, không phải làm hợp đồng. Em nói không phải là riêng em. Mà những hồ sơ khác nếu như mà làm mà hợp đồng như vậy thì áp dụng của người ta cũng phải như em mà chứ không phải người thôi. Ta người ta áp dụng khác, em áp dụng khác còn là đâu muốn, có được. Chị muốn làm đúng quy định đúng không? Em không nói ai cũng như ai, anh áp dụng những người khác như thế nào thì em áp dụng em như thế đó chứ không phải là anh áp dụng có mình em thôi. Vậy giống như là phân biệt đối xử rồi. Đúng rồi. Để chiều ấy, anh ơi tôi đang đi làm. 5 giờ kìa.
tới đó 5 giờ anh liên hệ lại đi ở Long Điền. Rồi nghe chỗ bánh xe nhìn vô nè anh này. Nhìn vô ngay đây nè. Rồi chị lấy xe ra. Muốn làm đúng quy định đưa vô tôi nói có ý kiến thôi, có gì đâu. Thì em nói anh, nếu như anh áp dụng bất kỳ người nào mà như em thì em sẽ chấp nhận. Còn anh áp dụng đúng quy định là chỉ có mình em thôi, vậy là phân biệt đối xử, như vậy là không được. Đâu có, còn áp dụng hay không, sao chị nói vậy được. Áp dụng không là tôi áp dụng rồi phải cho đúng hết chứ. Đúng rồi, đúng người rồi. Nào cũng phải làm như em hết là đúng em chấp rồi. Nhận còn tự nhiên em làm một đường, người khác làm một nẻo là phải môi hết những cái hồ sơ kia ra, coi người hồ sơ đó có đúng quy định hay sao không. Rồi, chị cứ vô, chị kêu môi hồ sơ ra nha. Em vừa nói làm cái thấy anh có thấy người dân hiền cái là bắt đầu anh biết luật cái anh ăn hiếp người ta sao được.